Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Và ngày hôm nay thì mình có một video có một chủ đề hơi mới so với kênh của mình. Thì không phải là một video về son, không phải về makeup, không phải về skincare, cũng không phải là về quần áo. Mà hôm nay thì chính là một vấn đề rất là quan trọng của mỗi con người khi mà nhìn lên trên khuôn mặt, đó chính là về răng miệng. Tinh tinh! Thì mọi người có thể thấy là mình có một bộ hàm răng khá là ok. Đấy, khi mình nói chuyện răng của mình cũng không bị hô ra này, cũng không bị là khóc khỉnh, nó khá là đều ấy. Nên là vấn đề mà mình chăm sóc quan trọng nhất cho răng của mình đó chính là về phần mùi hương với cả làm trắng răng. Thì mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi của mọi người để xử lý vấn đề như là về hôi miệng này hoặc là làm trắng răng. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người những cái sản phẩm mà mình sử dụng để chăm sóc cho cái hàm răng của mình nó được luôn trắng sáng và có thể tự tin đánh rất nhiều màu son, ví dụ như kiểu màu son cam cháy, nó thường làm xỉn men răng nhưng mà mình vẫn có thể hoàn toàn tự tin sử dụng được màu son đó. Thì giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta cùng đi vào video luôn nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về vấn đề để làm khử cái mùi hôi của răng miệng chúng mình. Về phần đánh răng thì chắc là mình không cần phải nhắc mọi người rồi, nhưng mà những cái lúc mà mọi người đi ăn ở bên ngoài ấy, thì thường gặp một vấn đề là bị cái thức ăn nó kiểu vẫn còn mùi ở trong miệng ấy. Bún chả đấy, bún chả là một cái món mà nó ám mùi rất là kinh khủng đối với mình, tại vì là nó có tỏi đấy. Ăn mấy cái đồ ăn mà có tỏi ấy, thì thường là mùi nó rất là nồng ấy, nên là chúng ta cần một biện pháp để có thể khử cái mùi đấy đi. Thế là mình đã tìm đến một giải pháp, đó chính là cái nước súc miệng này của Andrea, là một hãng chăm sóc về răng rất là nổi tiếng của Đài Loan ấy. Thì mình đã có sử dụng cái miếng trắng răng của hãng này rồi, mình sử dụng hết một cái combo rồi và thấy nó có tác dụng, nên là tầm lúc sau thì mình sẽ sử dụng tiếp cái combo đấy cho mọi người xem. Mình rất là ưng cái miếng dán trắng răng của hãng này ấy, nên là mình đã tìm hiểu thì hãng có một cái sản phẩm nước súc miệng mà rất là đặc biệt. Lần đầu tiên mình thấy, thường thì mọi người sẽ thấy cái nước súc miệng mà nó dạng chai thì mình chỉ có thể sử dụng ở nhà được thôi đúng không? Nhưng mà không, đây là trong một cái hộp to như này thì trong này mình có 20 gói tên tên nhỏ xinh như thế này. Ôi, rất là dễ để mang theo ra ngoài luôn và rất là tiện. Nên là cái sản phẩm này thì mình rất là kiểu siêu vui khi mà phát hiện ra em này ý. Tại vì là mọi người nhìn thấy là cái thiết kế của nó rất là bé thôi. Một lần sử dụng thì mình sử dụng hết một cái này, xong rồi vứt đi là xong rồi. Nước súc miệng này thì không có chứa côn, với cả bằng thành phần thì rất là lành tính, nên là hoàn toàn mọi người có thể yên tâm sử dụng hàng ngày được luôn. Bây giờ thì mình sẽ mở ra và sử dụng một gói cho mọi người xem. Chiu. Cảm giác là ăn kẹo như ăn kẹo ấy mọi người ạ. Khi sử dụng thì mình ngậm trực tiếp vào miệng và chuyển động vòm miệng để súc miệng được cận mọi góc ngách trong răng miệng của mình. Chúng ta sẽ súc miệng tầm 30 giây nha. Khi mình ngậm vào thì có cảm giác hơi the the của bạc hà, chứ không quá cay như là các loại nước súc miệng khác. Bạc hà thì sẽ giúp diệt sạch những vi khuẩn và mùi lạ trong khoang miệng. Nước súc miệng này thì còn có vị ngọt của đường silicon nữa, có công dụng hạn chế sâu răng nha. Trưa nay mình vừa ăn cơm rang trứng xong, ăn trứng cũng có mùi rất là khó chịu. Nhưng bây giờ thì hơi thở mình rất là thơm mát sau khi mà sử dụng xong cái nước súc miệng này. Bạn này thì có mùi kiểu bạc hà nhẹ, nó hơi the the thôi. Mình thấy là nó không bị quá là gắt và nồng như mấy cái nước súc miệng khác mà mình mua trong siêu thị ấy. Thường mình lười sử dụng nước súc miệng tại vì do nó quá là hắc ấy. Và sau khi dùng em này thì mình có ăn gì, ăn bún chả hay là ăn các thứ mà đồ có mùi, có tỏi, hành các thứ thì nó đều có thể khử được hết mùi trong khoang miệng của mình ở mọi ngóc ngách luôn. Và nó cũng sẽ giúp mình ngừa sâu răng nữa. Nói chung là làm sạch răng miệng của mình rất là tốt. Thì việc sử dụng gói súc miệng này thì nó cũng sẽ giúp là loại bỏ những cái mảng bám của thức ăn trên da của mình, thì nó sẽ hạn chế được những cái mảng bám đấy, thì cũng sẽ giúp mình là giữ cái tông răng trắng được tốt hơn. Thì từ khi mà có em này thì mình rất tự tin khi mà đi ăn ở bên ngoài, không cần phải lo về món này là có làm hôi miệng mình không này, thì mình sẽ rất là tự tin. Sau khi ăn xong sử dụng cái này thì có thể tự tin nói chuyện với mọi người không sao hết. Và kể cả không ăn ý, thì cũng có lúc ra đường mà mình cảm thấy tự nhiên là miệng mình bị hôi, không biết vì sao, nó hơi hôi hôi thôi. Đấy thì mình có thể là sử dụng bạn này luôn để có thể khống chế cái mùi hôi đấy, có thể có một hơi thở thơm mát để đối diện với người xung quanh. Và cái này thì rất là nhỏ xinh đấy, mình có thể để vừa hoàn toàn cái túi nhỏ xinh này. Trời ơi, cái túi này rất là nhỏ luôn. Và bạn này thì mình nghĩ là quá là tiện đi rồi. Mỗi ngày ra đường thì mọi người chỉ cần mang khoảng hai cái gói này đi là ok rồi. Thì vấn đề về răng miệng, về mùi hôi thì chúng ta đã giải quyết xong rồi đúng không? Bây giờ thì là một phần rất là quan trọng, đó chính là cái độ trắng của răng. Thì mình nhận được rất nhiều câu hỏi của mọi người về cách chăm sóc làn răng sao cho trắng. Răng của mình thì không phải là cái dạng
trắng tinh như là kiểu đi bọc sứ ở bên ngoài về, mà ở mức ok, có thể hoàn toàn tự tin được đánh được nhiều màu son. Một bí kíp mà mình sử dụng để giữ hàm răng trắng như thế này, đó chính là mình sử dụng miếng dán trắng răng. Và đây là lần thứ hai mình mua lại sản phẩm này rồi. Bạn này thì cũng là của nhà Andrea luôn. Bạn này mình mua theo combo 3 cái luôn ý. Thì đợt đầu tiên mình chỉ mua cái này thôi, và mình thấy rất là hiệu quả nên là đã quyết định mua 3 combo, là gồm nước súc miệng lúc nãy mình đã nói như này, và cái kem đánh răng này, còn có một cái bàn chải nữa mình để trong nhà tắm rồi. Và mình đã từng sử dụng qua miếng dán trắng răng của nhà khác rồi nhưng mà mình không tiện nói tên ở đây. Nhưng mà thực sự đây là cái miếng dán trắng răng mà mình ưng nhất từ trước đến giờ mà mình sử dụng luôn ý. Từ cái mùi hương của nó cho đến cái tác dụng trên da của nó, từ ngay lần đầu tiên sử dụng mình đã thấy là nó trắng lên bật tông khá là rõ rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ mở ra cho mọi người xem là bên trong hộp này sẽ có gì. Thì bên trong hộp này nó sẽ có 7 miếng dán. Đợt này mình mua thì mình có sử dụng một miếng rồi, nên là bên trong này của mình chỉ còn 6 miếng thôi. Đợt trước thì mình dùng hết 7 miếng và thấy là nó bật tông rất là rõ trên da của mình. Thì bây giờ thì mình sẽ chỉ duy trì nó thôi ấy. Thì mình duy trì tầm sẽ khoảng tầm, nếu mà mình chăm thì 1 tuần sẽ dùng 1 lần, còn nếu mà không thì 2 tuần mọi người dùng 1 lần cũng được. Nhưng mà nếu mà chăm dùng thì sẽ ok hơn. Còn 6 miếng dán trắng răng đây, màu có màu đen nha. Thường miếng dán trắng răng thì sẽ thì mình thấy sẽ có màu trắng, nhưng bạn này đặc biệt hơn là sẽ có màu đen. Ở thì đây thì có sẽ có một cái đo bảng răng như thế này này. À, ở cái ngày so với cái ngày đầu tiên mình sử dụng bạn này thì mình cũng đã có chụp lại ảnh rồi. Thì lát mình sẽ chụp lại tiếp một cái ảnh nữa, thì mình sẽ để cái before after mà mình ở hàm răng của mình đo răng này. Ý, mình sẽ để ở phần cuối video cho mọi người tham khảo. Còn đây là cái hướng dẫn sử dụng. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là đo răng của mình. Tuy nhiên thì răng của mình đã trắng lên khá sau cái đợt mà mình sử dụng cái bạn này 7 lần rồi ấy. À, 8 lần chứ, tính cả hôm trước mình sử dụng là 8 lần rồi. Thì nó đã trắng lên rất là tốt rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ xem là răng của mình đang ở số mấy. Bây giờ mình thấy thì là răng của mình đang ở khoảng tông số 7, số 8. Đấy, là cái số này mình thấy khá là ok. Thì bây giờ mình sẽ đi sử dụng và mình sẽ đo lại. Mọi người hãy nhớ cái số này giúp mình nha, để xem là nó có hiệu quả luôn không. Thì bây giờ mình sẽ tiến đến cái bước là dán miếng trắng răng này cho mọi người xem. Dán xong sẽ hơi buồn cười một chút, mọi người đừng cười mình nha. Mình sẽ dùng giấy ăn nhá, dùng cái giấy khô để lau hết cái bề mặt răng của mình ấy. Mọi người hãy nhớ là phải lau hết thì cái miếng dán trắng răng này nó mới dán chắc được vào trong răng của mình. Bây giờ mình đã lau khô cái bề mặt răng của mình rồi, mình sẽ tiến đến cái bước dán miếng trắng răng này. Mình sẽ dán luôn đây. Trong này thì sẽ có hai miếng, đó chính là miếng dài thì sẽ dành cho hàm răng trên, và miếng trắng thì sẽ miếng ngắn thì sẽ dành cho hàm răng dưới. Khá là dưới nhá. Đây, mọi người ơi, mình đã dán xong rồi này. Mọi người có nhìn thấy cái răng của tôi. Mình sẽ nói như thế này tại vì mình kiểu không quen có cái gì mà ở trên răng của mình ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì bạn mình đọc thì bạn này thì có kích cỡ dài là 0,01mm thôi. Nó siêu mỏng ấy, nó không làm cộm cho răng của mình quá, và nó cũng không hề có cảm giác mà kiểu gọi là bị tê với cả bị buốt khi sử dụng. Đợt trước mình có sử dụng một cái miếng dán trắng răng của hãng khác ấy, thì có cảm giác là hơi bị buốt một chút xíu này, mình không thích cho lắm. Và bạn miếng dán trắng răng này thì mình thấy rất là chắc ấy. Mình có thể để khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng sau thì mọi người hãy đi gỡ cái miếng dán trắng răng này ra. Mà mình để 30 phút thì nó không hề bị tuột hay gì cả. Mình để tầm 30 phút thôi, mình chưa rồi để đến 60 phút cả. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn công dụng của nó được triệt để thì mọi người có thể để 60 phút cũng được. Và có một điểm mình ưng nhất của cái miếng dán trắng răng này là mình hoàn toàn có thể nuốt được cái nước bọt của mình ấy. Tại vì thành phần thì rất là an toàn. Nó bao gồm là than tre này, bột ngọc trai với cả tinh dầu dừa nữa. Rất là an toàn, nuốt xuống bụng không sao hết. Tại vì thề luôn mọi người, lần trước mình sử dụng cái miếng dán trắng răng của hãng khác ấy, thì nó bị kiểu nuốt vào mùi rất là ghê sợ. Còn bạn này thì hoàn toàn là có một cái mùi kiểu mùi dừa ấy, rất là thơm, mà nuốt vào thì nước rất là ngon. Nước bọt rất là ngon tại vì là nó ngọt. Bây giờ thì mình sẽ đợi qua 30 phút rồi mình sẽ ngồi làm việc, chơi điện thoại các thứ linh tinh. Thì mình sẽ, sau đó thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Vậy là đã sau 30 phút mình sử dụng cái miếng dán trắng răng này rồi. Cảm giác rất là dễ chịu ấy, chắc là khoảng hơn 30 phút rồi. Thì mình không hề có cảm giác là muốn đi rửa bọn này luôn. Tại vì cảm giác trên khi mà mình sử dụng bọn này thì siêu cấp dễ chịu. Cái mùi hương cho đến cả cái nước bọt mình đốt vào cũng rất là ngon.
Bây giờ thì mình sẽ gỡ cái này ra cho mọi người xem. Mình sẽ zoom cận cảnh lại cho mọi người nhá. Ok, à gỡ. Wow, mọi người thấy răng của mình trắng lên không? Ui, trắng rõ luôn. Ui, nhưng mà bây giờ thì răng của mình vẫn đã dính than tre, nên là bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào nhà tắm để đánh răng lại nhá. Giờ mình sẽ sử dụng đánh răng, kem đánh răng của Andrea luôn. Bạn này thì kiểu to lắm luôn ấy, và thiết kế gọt pump này thì rất là tiện. Thì bạn này có hai mùi và có màu đen thì là do nó có chứa chiết xuất từ tinh dầu than tre. Tuy là màu đen nhưng mà rất an toàn cho mọi người. Có hai vị thì là vị màu vị cam với cả vị chanh hay sao ấy, thì của mình là vị chanh. Vị chanh này sẽ có cảm giác hơi mát mát bạc hà với cả tinh dầu chanh siêu thơm. Cái băng chải này của Ariane thì có chứa đến 20.000 sợi lông và nó rất là mềm ấy, nên là rất là an toàn khi mà mình đánh răng, không sợ bị không sợ bị chảy máu răng. Rồi mình sẽ sử dụng nha. Khi đánh răng thì em này sẽ có thoang thoảng mùi tinh dầu rất là dễ chịu, cộng thêm với cả lông bàn chải siêu siêu mượt ý, nên là đánh răng thì siêu phê luôn, mình cứ đánh mãi không chán á. Và mọi người có kỳ vọng về miếng răng trắng hay không? Bây giờ mình sẽ bỏ răng ra và nhìn răng ra cho mọi người xem. Trời ơi, nó trắng lên khá rõ luôn ý mọi người. Mình nghĩ là mọi người trong camera thì cũng thấy rõ là, nhìn này, ôi rất là đỉnh luôn ý. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái thẻ đo răng này để mình đo xem là răng của mình đang ở vị trí số mấy. Thì răng của mình đang ở tầm vị trí này. Mình thấy là nó sẽ ở tầm khoảng số 5, là nó đã lúc đầu tầm số 7-8 thì nó sẽ nâng được khoảng tầm 3 tông cho mình sau một lần mình sử dụng. Thì mình sẽ chăm chăm sử dụng bạn này thì hoàn toàn có thể có cơ hội mà để đến cái nâng đến cái tông răng số 1 này. Quá là đỉnh luôn mọi người ơi. Cho con nhìn thích mê luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ chụp lại để so sánh cái hình before after mình để trên này cho mọi người xem nhá. Lần đầu tiên sử dụng bạn này thì mình cũng rất là bất ngờ về cái hiệu quả của bạn đấy. Và mình nghĩ là mọi người đang xem video thì cũng bất ngờ về cái hiệu quả là nó có thể làm trắng răng của mình lên khá là nhanh sau một lần sử dụng thôi. Khá là bất ngờ thì sản phẩm này được chiết xuất từ những thành phần rất là thiên nhiên và an toàn cho bản thân mình khi mà mình nuốt những cái tinh chất vào thì những cái nước bọt của mình khi mà mình sử dụng miếng dán trắng răng ấy thì nó cũng không bị sao cả. Thì bạn này có được cái giấy chứng nhận của FDA của Mỹ là không có chứa hydroperoxide này, không có chứa chất tẩy trắng, nó không hề gây ê bớt răng khi mà mình sử dụng, rất là thoải mái khi sử dụng luôn. Thì thực sự cái combo của nhà Andrea này thì mình rất là recommend cho mọi người. Cả combo này mình mua là gồm có gói súc miệng này, 20 gói này, với cả 7 miếng dán trắng răng, có nghĩa là một hộp ấy thì có 7 miếng, với cả một cái chai cái miếng răng này. Nó sẽ được tặng kèm luôn cái bàn chải răng mà mình giới thiệu ban nãy, là chỉ có giá là hơn 500.000. Ui, một cái giá, mức giá mà rất là rẻ. Đấy là mức giá mình đang được giảm giá ấy, nên là mọi người hãy cố gắng mua sớm trong cái gian mà nó đang giảm giá ấy. Và mình cực kỳ recommend cho mọi người sử dụng cái bộ sản phẩm chăm sóc răng này. Và mình nghĩ là mình sẽ kiểu gắn bó với em này rất là lâu dài luôn ý. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho mọi người những sản phẩm mà mình để sử dụng để chăm sóc cái răng miệng của mình, để chúng ta có một cái hàm răng thật là đẹp, để có thể tự tin ngồi trước máy quay như mình này, tự tin đánh những thỏi son mà nó có thể làm xỉn bên răng của mình. Không sao hết cả, đã có những sản phẩm của Andrea để mọi người có thể chăm sóc hàm răng của mình được trắng sáng hơn. Link mua sản phẩm thì mình sẽ để hết ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.